Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái dự án mới là dự án Kai Play. Và trên dự án này thì thứ nhất mình sẽ đào miễn phí và claim được cái điểm KP. Cái điểm KP hình thức là một cái điểm point, thì sau này ở cái mục ESOP dự án sẽ cho quy đổi sang đồng token của là dự án. Và ngoài ra nữa thì khi mình đào ở đây, nếu mà mình hold được cái đồng là cái điểm KP đấy mà được khoảng độ là 10% hay là 30% hay là top 6% thì mình sẽ được là quay cái mục spin ở đây. Và nếu ở cái mục spin các bạn quay trúng được cái đồng là Kalay thì mình có thể rút trực tiếp về ở trên sàn Binance để các bạn bán. Và cái đồng này thì đã giao dịch ở trên nền tảng là sàn Binance với giá là 0.1737 đô. Và để tham gia cái dự án ngày hôm nay thì thứ nhất các bạn cần phải lấy cho mình hai cái đường liên kết. Một cái đường liên kết là cái bot mình đào trên Telegram với cái dự án Kai Play. Thì cái liên kết này mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Sau khi mà lấy vào liên kết thì các bạn bấm chữ Start và nó hiện thông báo như này, thì bạn bấm chữ là Pay ở đây. Hay là bạn có thể là follow những kênh channel Telegram của là dự án hay là kênh Twitter của là dự án. Rồi các bạn bấm vào nút Pay này để mình vào bên trong nhé. Thì đó là cái đường liên kết để bạn là đào ở trên cái bot Telegram với Kai Play. Và trước tiên thì mình phải cài thêm một cái ví nữa để mình liên kết cái ví. Chẳng hạn mình đang liên kết đây với Kai Play này, thì khi mình kiếm được cái đồng Kai Play này thì mình sẽ rút trực tiếp về ở trên ví. Cái đường link mà cài cái ví Wallet này thì mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả cho bạn lấy nhé. Cái ví này thì có cả trên hai hệ điều hành là trên điện thoại iPhone và trên điện thoại là Android. Thì khi mà bạn cài ví, nếu các bạn có cụm từ ghi nhớ, nếu bạn muốn dùng chung thì mình có thể lấy một cái cụm từ ghi nhớ của một cái ví phụ nào để bạn đăng nhập vào đây mình làm ESOP. Còn nếu các bạn muốn tạo ví mới thì các bạn bấm chỗ là tạo ví để mà mình làm một cái ví mới nhé. Ví mới thì yêu cầu bạn phải chụp lại cái cụm từ ghi nhớ để mà đến bước nữa thì xác minh cái việc là câu hỏi là ví dụ là cái cụm từ số 1 là bao nhiêu, thì bạn dở lại cái ảnh chụp màn hình để bạn xác minh vào đấy là số 1 và số 2 bao nhiêu, hay là số 12 là bao nhiêu thì bạn xác minh. Sau khi mà tạo ví thì bạn cũng lưu trữ lại cái cụm từ ghi nhớ để sau này có thay đổi điện thoại thì mình sẽ dùng, mình đăng nhập lại. Và trên cái ví này khi mà các bạn đăng ký là cái người mới đăng ký ví thì các bạn sẽ được là tặng miễn phí cái đồng Kalay, làm một cái khoản phí gas nho nhỏ nhé. Các bạn vào cái phần là mạng bên trên này, nếu khi mình đăng nhập đăng ký thì nó sẽ ở cái mạng tất cả này, thì bạn bấm vào chỗ cái mạng là tất cả này, các bạn sẽ là chuyển đến cho mình cái mạng đây, cái mạng Kalay nhé. Đó, các bạn bật vào cái mạng là Kalay ở đây. Và trên cái ví này thì họ cũng đang cho mình check in mỗi ngày để bạn đào cái điểm là WNP nhé, là cái điểm point của cái ví Wallet này. Thì hàng ngày bạn vào đây mình đào và hết thời gian đếm ngược thì bạn cứ lên. Còn cái nội dung của là video ngày hôm nay thì nó không liên quan gì đến cái việc mình đào cái điểm WNP. Còn ở đây mình nói qua là ở trên ví này thì họ cho mình đào thì bạn cứ đào. Và ngoài ra các bạn là cái người vào tạo ví mới thì họ cho mình một cái lượng gas nho nhỏ của cái mạng là Kalay để làm cái phí gas. Như vậy sau khi mà bạn đã có cái ví này mà bạn bật sang cái mạng là Kalay đây, thì bạn quay lại cái bot Telegram nhé mà mình đang đào ở đây, thì các bạn bấm chỗ liên kết. Ở đây sẽ có một cái mục là liên kết này, thì các bạn bấm đây để mình liên kết, và mình sẽ liên kết trực tiếp với cái ví Wallacy ở đây. Và mọi cái tính năng ở trên cái bot Telegram này, chẳng hạn như nào các bạn quay trúng cái đồng là Kalay thì mình claim on chain trực tiếp về ở trên cái ví là Galaxy để cho bạn bán theo cái mã ví mình đã connect ở trên app Kai Play. Và như vậy ở trên cái bot Telegram này thì mọi tính năng là giao dịch on-chain nhé. Có nghĩa là khi mình đã connect ví này với dự án Kai Play thì thứ nhất nó sẽ có một cái phần là cho mình đào miễn phí cái điểm KP. Và ở đây mình đang nắm giữ là 90 điểm này. Và thứ hai nữa, khi mình là cái người mà hold được cái điểm KP này vượt qua là 10% thì mình sẽ nhận được một cái lượt quay spin đây. Và trong cái lượt quay spin này có cái vật phẩm mình nhận được, chẳng hạn là 0.1 đồng Kalay hay là 10 đồng Kalay. Nếu các bạn nắm giữ là 30% thì mình sẽ là quay cái sự kiện này, cơ hội mình trúng lên đến là 20 đồng Kalay nhé. Còn nếu mình là cái người mà nắm giữ top, cái người nắm giữ là 60%
cái điểm KP đấy thì mình quay có cơ hội lên đến là 5.000 đồng KLA nhá, có nghĩa là lên đến là 5k đồng KLA là cái top những người mà holder cái điểm KP đấy. Như vậy nếu bạn là có số lượng mà mình đào đây, mình hold trên ví này được khoảng độ là 10% thì mình có thể quay một lượt spin đây. Ở đây do mình đã quay nên là mình thiếu thì mình không quay nữa nhé. Là lúc trước mình quay thì mình có nhận là 0.1 cái đồng KLA đây. Và để kiếm được nhiều cái điểm KP làm sự kiện mà bạn holder đây để mình quay cái vòng quay này, thì ở cái mục tag này sẽ có rất nhiều cái nhiệm vụ cho bạn là follow những cái kênh mạng xã hội dự án. Và sau khi bạn follow đây thì bạn sẽ nhận thưởng, chẳng hạn bên trên được là 10 đồng này, 10 này, 10, 10, 20, 20 và 10. Và đây là 10 và đây là 10 nhé. Thì chủ yếu bạn join những cái kênh mạng xã hội dự án. Và ở cái mục bot này thì nó là một cái mục là mình có thể tăng cấp cái việc mình đào, thì các bạn có thể là nghiên cứu thêm hoặc là mình bỏ qua nhé. À, còn ở cái mục invite này thì các bạn có thể vào đây mình copy cái liên kết để các bạn đi giới thiệu cho bạn bè. Còn cái mục cuối là cái mục ESOP này thì đang trạng thái là sau này dự án sẽ cho quy đổi cái điểm KP này sang cái đồng token của là dự án. Thì đấy là tổng quan về dự án. Tổng quan về dự án thì các bạn sẽ cài cho mình thứ nhất là cái ví Galaxy này để mình sẽ là claim rút cái đồng Kali về trên ví này. Và từ cái ví này nếu bạn muốn là rút cái đồng Kali này về ở trên nền tảng sàn Binance thì các bạn cũng thể rút vào đấy để mình bán. Và đây là một cái ví tiện ích nên là họ có những cái tính năng như là swap hoán đổi hay là bitzer là cái chuyển cầu nhé. Và những cái như là mình có thể là thêm cái contract, những cái token vào đây. Rồi như vậy khi mà các bạn hold được nhiều cái đồng là cái điểm quay là KP thì mình sẽ được là quay những cái vòng quay spin ở đây. Và top những người mà quay đây thì nó dựa cái việc nắm giữ nhiều cái điểm KP để mà lựa chọn cái top 10% hay là top 30 hay là top 60. Và các bạn quay thì có cơ hội là mình sẽ trúng. Thứ nhất, một là trúng đồng KP, hai là các bạn sẽ trúng cái đồng Kali nhé. Và đã quay là sẽ trúng, còn trúng nhiều hay là trúng ít thì nó dựa cái hên xui của là mỗi người. Và các bạn nhớ vào mục tách này để các bạn làm nhiệm vụ để mà kiếm tất cả cái phần thưởng điểm KP. Và một cái nữa là nếu bạn nào mình quay trúng nhiều cái điểm KLA mà các bạn muốn rút về ở trên nền tảng sàn Binance thì các bạn đăng nhập vào ở trên sàn Binance. Nếu như bạn nào mình chưa có tài khoản sàn Binance thì mình sẽ để cái đường link đăng ký để cho bạn đăng ký nhé. Ở đây thì bạn bấm vào chỗ là lạp. Cái mục lạp này các bạn ghi cho mình cái chữ là KLA và nó hiện cái đồng KLA đây. Các bạn sẽ là cần bấm vào chỗ mạng lưới KLA này. Các bạn copy mã ví nhé. Khi mà copy mã ví thì bạn quay về cái ví Galaxy này. Ở đây mình đang có là 0.1 đồng KLA nên mình sẽ làm demo này. Các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào chỗ là gửi ở đây và các bạn dán cho mình cái mã ví vừa copy ở trên là sàn Binance. Rồi như vậy thì bạn chọn số lượng mình nhập max. Và bạn bấm vào like đây thì mình sẽ là gửi cái đồng KLA về ở trên là sàn Binance nhé. Và khi mình đăng ký là cái người đăng ký ví mới đấy thì mình sẽ nhận một cái khoản gas nho nhỏ cái đồng KLA này để mà thực hiện trong cái việc mình giao dịch on chain. Có nghĩa là mình sẽ là claim cái đồng quay này về ở trên cái ví Galaxy. Cái mục các bạn đang đào đây thì khi mà cái đèn claim nó sáng thì các bạn sẽ bấm vào đây để mình claim nhé. Và khi mình claim ấy thì nó sẽ là tiêu cái gas của cái đồng KLA này khoảng một ít gas để mỗi một lần mà bạn claim vào đây. Và khi bạn là cái người đăng ký ví mới đấy thì họ cũng tặng cho bạn một cái lượng gas miễn phí của cái đồng KLA. Và mình sẽ để hai cái đường link. Thứ nhất là cái đường link mà tạo cái ví Galaxy này. Và thứ hai nữa thì cái đường link mà đào ở trên cái Kai Play Bot là Telegram. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.